Diệu Nhi và hai lần bị dính tin đồn cạnh mặt chị em thân thiết, Puka ẩn ý sâu cay, Đồng Nhi giả vờ thân. Đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Puka và Jin Tuấn Kiệt là một sự kiện nổi bật trong làng giải trí Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều sao nổi tiếng như Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Jun Phạm, Thúy Ngân, Hòa Minh Di, Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Đại Nghĩa, Minh Tú, Quang Trung, Quốc Khánh, Gưu Lê, Hoa hậu Khánh Vân. Sau tiệc cưới diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tại một resort 5 sao ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đến tối 6 tháng 11, cặp đôi tiếp tục tổ chức hôn lễ tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông các nghệ sĩ của làng giải trí Việt đã có mặt để chung vui và gửi nhiều lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương. Trong ngày trọng đại, cô dâu diện váy cưới khoe vai trần và nhan sắc yêu kiều. Không gian tiệc của cặp đôi được trang trí bằng hoa tươi, cùng với đó nhiều hình ảnh ghi lại hành trình từ yêu đến cưới, trưng bày dưới dạng mô hình cuốn phim. Bên trong, các bàn tiệc được sắp xếp chỉn chu, sang trọng và ngập hoa tươi. Bên cạnh đó, không ít người thắc mắc về sự vắng mặt của Diệu Nhi trong hai lần tổ chức tiệc cưới của Puka. Trong giới showbiz Việt, Diệu Nhi và Puka thường xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi Puka và Jin Tuấn Kiệt công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị cho đám cưới, Diệu Nhi không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc họ giữ im lặng có thể là một biểu hiện về mối quan hệ trục trặc giữa cả hai. Đây cũng không phải lần đầu tiên Puka và Diệu Nhi vướng tin đồn nghỉ chơi và người trong cuộc cũng nhiều lần nói về chuyện này. Được biết, cả hai đều là những nữ diễn viên trẻ tài năng và sáng giá trong làng giải trí miền Nam. Cả hai đều là sinh viên trường sân khấu điện ảnh và sau này họ tiếp tục sự nghiệp trên sân khấu kịch. Ngoài họ, trường sân khấu điện ảnh cũng có nhiều nghệ sĩ hài quen thuộc như Thu Trang, Khả Như, La Thành, Hoàng Phi, Hải Triều, Bibi Trần. Trước đây, Diệu Nhi, Puka và Hải Triều thường thân thiết với nhau và thường tạo các đoạn clip hài hước và siêu bựa để chia sẻ với người hâm mộ. Tuy nhiên, càng về sau, hai cô gái trẻ đầy tài năng lại ít xuất hiện cùng nhau, khiến netizen dấy lên nghi vấn cả hai đã nghỉ chơi. Tin đồn này cũng khá dễ hiểu bởi showbiz Việt luôn có sự cạnh tranh và việc các diễn viên trẻ cùng đứng chung sân khấu, hoạt động cùng lĩnh vực thì qua nhiều đụng chạm cũng dễ xảy ra các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, thời gian đó, Puka đã chia sẻ với chúng tôi rằng cô không hiểu tin đồn đó từ đâu ra. Cô và Diệu Nhi học chung một khóa ở trường sân khấu, nhưng bắt đầu sự nghiệp ở các sân khấu khác nhau. Ban đầu họ thường đi chơi và thời gian rảnh rỗi cùng nhau, nhưng sau này, khi mọi người có nhiều việc hơn và có người yêu, họ không còn dành thời gian đi chơi cùng nhau như trước, dẫn đến sự xa cách trong tình cảm. Tuy nhiên, Puka khẳng định rằng họ vẫn còn chơi với nhau và không có mâu thuẫn nào. Trước đó, Diệu Nhi cũng từng vướng tin đồn có mâu thuẫn với Đông Nhi vì đàn chị không xuất hiện tại đám cưới của cô. Từng được biết đến là cặp chị em thân thiết, thậm chí Đông Nhi còn gọi Diệu Nhi là em gái ruột. Thế nhưng trong ngày vui trọng đại của người em, thì giọng ca khóc lại không hề có mặt. Đáng nói là cả vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng đều đến dự đám cưới của MC Liêu Hà Trinh, nhưng lại chỉ chúc mừng online đến Diệu Nhi. Bà xã ông Cao Thắng bày tỏ sự tiếc nuối không thể đến chung vui cùng em gái ruột Diệu Nhi. Ngay sau đó, Đông Nhi đã trở thành câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng tình chị em của Diệu Nhi và Đông Nhi rạn nứt vì nữ ca sĩ bên nặng bên nhẹ. Một số cho rằng dù Đông Nhi rất thân thiết với Liêu Hà Trinh, mối quan hệ không kém gì với Diệu Nhi, nhưng cả hai vợ chồng có thể giống như Trường Giang, Nhã Phương, tách riêng để dự được cả hai lễ cưới. Sau những phản ứng trên mạng xã hội, đại diện fan club của Đông Nhi tiết lộ nữ ca sĩ bận rộn với lịch trình quay MV trong nhiều ngày, con gái bị ốm nên không thể đi xa để dự lễ cưới Diệu Nhi. Tuy nhiên, những lý do này lại không được lòng số đông công chúng. Trước ý kiến tranh cãi của dân mạng, giọng ca sinh năm 1988 phải ẩn hoặc xóa hai bài chia sẻ của cô gần nhất liên quan đến lễ cưới của Diệu Nhi, Anh Tú và Liêu Hà Trinh. Đáng nói là Diệu Nhi nhiều lần đã lên tiếng giải cứu cho Đông Nhi trước những chỉ trích của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa số khán giả cho rằng Đông Nhi, Diệu Nhi giả vờ thân để làm truyền thông. Được biết, cả Diệu Nhi và Anh Tú đều được xem là một trong những cặp đôi đáng yêu, tình cảm và sạch nhất showbiz hiện tại. Tình yêu giữa họ hoàn toàn trong sáng mà không vướng bất cứ lùm xùm scandal nào. Đặc biệt hơn cả, Diệu Nhi còn hơn Anh Tú đến tận 2 tuổi. Cặp đôi đũa lệch này được xem như một minh chứng cho tình yêu không phân biệt tuổi tác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người thắc mắc vì sao giữa cả trăm cô gái xinh đẹp của showbiz, Anh Tú lại chọn yêu và gắn kết trăm năm với một cô gái hơn mình 2 tuổi như Diệu Nhi. Xét về nghề nghiệp, Diệu Nhi thuộc thế hệ diễn viên được học hành bài bản. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ diễn viên hài sang diễn viên truyền hình.
tuy không sở hữu ngoại hình long lanh như những mỹ nhân hot girl khác, nhưng nhờ sự chăm chỉ, tích cực, Diệu Nhi nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả và được đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực. Từ năm 2015, Diệu Nhi tham gia nhiều tiểu phẩm hài và phim như Chuyện tình Bangkok, Mỹ Nam Đại Chiến, Chiến dịch chống ế. Với gương mặt mang nét duyên hài riêng, cùng tính cách tương tửng, hài hước, cô nàng mang chính mình vào vai diễn vô cùng tự nhiên, diễn như không diễn, tạo sự thoải mái cho người xem. Không có thế mạnh về nhan sắc, nhưng cô vẫn tìm ra con đường riêng gắn với cá tính, phong cách diễn xuất của chính mình. Nhắc đến Diệu Nhi, ai cũng nhớ đến một hình ảnh đầy năng lượng, vui tươi, sôi nổi, đem đến sự tích cực cho người đối diện. Cũng nhờ sự chân thật, vui vẻ đó, Diệu Nhi được lòng khá nhiều đồng nghiệp. Bản thân cô cũng được đánh giá tốt về năng lực diễn xuất. Cứ như vậy, Diệu Nhi định hình được lối đi vững chắc, ổn định về lâu dài trong nghề nghiệp cho mình. Và có thể thấy trong nghề nghiệp, Diệu Nhi có phần trội hơn anh Tú. Ngay từ khi mới bắt đầu quen biết, Diệu Nhi đã là diễn viên có tiếng, trong khi đó, anh Tú lại là ca sĩ mới, chưa có sản phẩm nổi bật. Thế nhưng Diệu Nhi vẫn một lòng gắn bó với anh Tú. Về tính cách, Diệu Nhi không phải mẫu con gái yếu mềm, nhẹ nhàng. Nhiều người còn nhận xét rằng nữ diễn viên còn nam tính hơn cả bạn trai mình. Nhưng đó cũng là điều anh Tú thích ở Diệu Nhi. Người con gái mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với thử thách, gánh vác mọi việc trong cuộc sống hôn nhân, gia đình sau này. Không những vậy, Diệu Nhi còn không nề hà chuyện lan xả, đảm nhiệm về kinh tế để lo cho bạn trai. Chính Diệu Nhi từng khiến tất cả phải xúc động khi thổ lộ cùng anh Tú tại một chương trình. Em lớn tuổi rồi và cũng không có ngoại hình, nếu anh quen em, ngoài tuổi tác của em ra, anh đừng bàn tới, em sẽ lo cho anh đầy đủ. Năm nay điện thoại nào mới ra, em sẽ mua cho anh. Năm sau anh muốn có xe hơi, em cố gắng làm để mua cho anh. Còn tiền thưởng của chương trình, anh cứ cầm đi, em không cần chia. Cứ quen em thôi, chuyện khác để em lo. Không ai ngờ rằng những câu nói thuộc về nam chính ngôn tình này lại được phát ra từ một người con gái, chân yếu tay mềm như Diệu Nhi. Nó cho thấy tình cảm Diệu Nhi dành cho anh Tú rất sâu đậm và luôn sẵn lòng hy sinh cho bạn trai. Thậm chí cách đây 2 năm, Diệu Nhi còn tập mang bầu bằng việc mặc áo bầu giả lập để chuẩn bị cho hôn nhân. Điều đó cho thấy Diệu Nhi rất hết lòng xây dựng hạnh phúc cùng bạn trai. Trước khi công khai giấy đăng ký kết hôn, Diệu Nhi và anh Tú đều giữ kín chuyện tình cảm, không thể hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Ngay cả khi xuất hiện tin đồn chia tay, cả hai cũng không lên tiếng. Đó là cách họ chọn để bảo vệ tình yêu của mình trước dư luận. Sau 6 năm gắn bó đến hiện tại, anh Tú và Diệu Nhi đã có một cái kết viên mãn.